Không xuất thân từ con nhà nòi, giọng ca vừa tròn 18 tuổi này lại bén duyên với nghệ thuật cải lương bằng chính niềm đam mê của mình. Gắn bó với đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long từ năm 2019, nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân vô cùng hân hoan trong ngày lễ đặc biệt của cộng đồng sân khấu. Nhiệm vụ tôi là một người trẻ thì tôi muốn giữ gìn nghiệp tổ, muốn cải lương càng ngày càng phát triển, tổ phù hộ cho tất cả anh chị em nghệ sĩ được nhiều sức khỏe và sân khấu cải lương luôn luôn được sáng đèn. Đó là một cái điều rất là thiêng liêng và rất là quan trọng, và cái lớp kế thừa như Bình Tinh đều phải biết cân nhắc và phải biết trân trọng gìn giữ, chúng ta mới có thể thể hiện được cái điều này. Và đây là một cái sự tự hào và hãnh diện, và Bình Tinh hy vọng là tất cả các truyền nhân giống như Bình Tinh đều sẽ làm như vậy.